Đó thì đầu tiên thì mình sẽ sử dụng là cái bước bond. Thì hồi nãy là của single nên là mình đã bỏ cái bond vô rồi ha. Thì trong cái phần này là mình không có bỏ, tại vì mình đã bỏ rồi nên là của sinh sẽ không có này. Sau đó là mình sẽ tiếp tục cái bước tiếp hai của mình sẽ dùng cái dipping. Anh chị nào chưa có bao giờ dip là mình có thể là theo cái cách này để mà mình thực hiện cho đúng ha. Mái luôn, móng dài thoải mái luôn nha. Ở trên này là của sinh làm cái bộ nail là cũng rất là khá dài ha, nên là mình sẽ dùng cái dip clear để mà mình cover cái đường nối. Cái đường nối này thì thường á, khi mà anh chị làm rất là lo lắng, tại vì sao nó hay bị gực cộm á, hay bị lõm á mấy chị, nên là mấy chị rất là sợ. Đối với cái bộ nail mà nó dài như vậy đó, đối với bộ nail dài như vậy thì mấy anh chị là nên là mình sẽ cover hai lớp nha mấy anh chị. Mình cover hai lớp cho nó chắc chắn, tức là làm cho cái bộ nail nó dày thêm, nó dày thêm một chút xíu á. Rồi để cho mấy anh chị vô đông đông chút xíu mình bắt đầu làm nha. Đó, tại cái phần cover này nó hơi quan trọng một chút xíu á. Hai Văn Tài khỏe không em? Rồi, cái bột của em là chuẩn bị xong nha em ha. Đó, rồi bắt đầu là mình sẽ lắc nha. Trước khi xài mấy anh chị lắc đều giùm em. Đó, đây là cái dip clear. Sau đó mình sẽ sử dụng chai số 2. Thì đối với cái móng dài vậy mấy anh chị đi hai lớp giùm em. Đi hai lớp nha. Lớp đầu tiên, đó, lớp đầu tiên nè, mình sẽ đi 80% quét cho nó thật mỏng nha mấy anh chị. Cái phần này là mình sẽ quét cuticle cho nó mỏng nè. Sau đó mình lắc qua tay trái nè, mình lắc qua tay phải. Sau đó mình sẽ quét cho keo của mình nó đều. Đó mấy anh chị thấy nè, cái chỗ lõm ngay cái chỗ mà đường nối giữa móng thiệt móng giả nó bị lõm đúng không? Nếu mà mình không cover thêm một lớp là nó sẽ bị lõm, nên là ở đây mình sẽ giảm bớt thêm một chút keo vô ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt và móng giả. Đó mấy anh chị thấy không, khi mà mình giảm vô có phải là cái chỗ này nó đã gần như là nó bằng. Và khi mà mình đã giảm vô như vậy thì mấy anh chị để vô cái hũ bột clear, dip clear của mình giữ nó 3 giây nha. Tại sao? Tại vì mình giữ 3 giây ở đây nè. Mấy anh chị thấy nè, khi mà mình dip lên cái chỗ nào mà nó keo nó nhiều hơn là nó sẽ còn trong trong giống vậy, tại vì nó không đủ thời gian để mà mình hút bột, nên là mình có thể đi thêm một lần nữa để mà chắc chắn là cái chỗ của mình nè nó cover, đồng thời mình đi có một cái curl luôn. Đó mấy anh chị thấy nè, nó có curl luôn nè, tất cả khi mà mình dip xong á, cái móng dip của mình y chang cái phần đắp bột nha. Mọi người thấy rõ không? Thấy rõ không cưng? Thấy rõ đúng không? Mọi người thấy rõ đúng không? Mấy anh chị share giúp Christine nha, thêm cả nhà rất là nhiều luôn. Đi 80% nè. 80% nè. Đó, đi 80% quét keo cho nó đều. Đầu tiên mình cứ quét đều, tại vì sao? Chỗ nào có keo là cái bột của mình nó sẽ bám. Nên mấy anh chị quét cho nó đều mặt móng trước đã. Sau đó mấy anh chị sẽ dặm một chút xíu ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt và móng giả. Đó, mấy anh chị dùng một chút xíu nè. Nếu mà nó ít mình dặm ít, nhiều dặm nhiều nha. Sau đó mình sẽ quét từ cái điểm xuống cho cái đầy nó không bị đùng. Và khi mà mình để vô cái hũ bột, mình giữ 3 giây. Đó, mình giữ 3 giây. Đó mấy anh chị thấy nè, nó đã cover ngay được cái đường nối nha. Nhưng mà ở đó là mình không dừng ở đó, mình sẽ đi thêm một lớp nữa để cho cái bột của mình á, hai lê đại. Mình sẽ làm cho cái bộ nail của mình nó chắc hơn, tại vì cái bộ nail này nó dài, đúng không? Nó dài. Đó nên là mình sẽ cần cái độ dày vừa đủ để mà khi mà mình ra cái bộ nail nó chắc chắn. Tại vì dài quá, nếu mà mình làm mỏng quá nó sẽ rất là dễ bị gãy, mình đâu biết được đúng không? Đó, khách mình đi về mình cũng muốn cho khách của mình nó chắc chắn chứ. Đó, lỡ nó gãy mất công tới mình làm lại nó mất thời gian của mình lắm. Mấy anh chị share giúp Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Đó, và ở đây là Christine chia sẻ rất là chi tiết nha mấy anh chị. Chia sẻ rất là chi tiết luôn, là tại vì xin á, biết có nhiều anh chị là mình chưa bao giờ làm dip và mình có những cái phần mà mình không có biết giải đáp như thế nào. Thì qua những cái buổi live của xin á, thì mấy anh chị có câu hỏi gì mình có thể là đặt câu hỏi nha. Tại vì đa số những cái buổi live á, trước khi mà xin live đó, thì những cái câu hỏi thắc mắc của mấy anh chị cũng y chang là xin luôn. Đó, nên là trong cái đầu của Christine nó đã giải đáp trước rồi. Nên trong cái like của mình đó là Christine là lúc nào cũng để vô luôn, để anh chị vừa nghe và mình có thể là hiểu ra được cái vấn đề và mình có thể là làm nó nhanh hơn và tốt hơn. Đó, mình lấy cây cọ mình dặm ngay một chút xíu nè. Và cái chai số 2 này á, khi mà anh chị làm cái này á, là cố gắng sơn cho nó thật mỏng nha mấy chị, và không có làm nó dày. Tại vì sao? Một phần nhiều khi là mấy chị sơn mỏng, nhưng mà do cái keo nó đặc quá thì thành ra nó cũng ra dày.
đúng không? Nên cái keo này á, là xin là không có làm cho nó đặc, không lỏng quá, không đặc quá, tại vì lỏng quá nó sẽ chảy ra hai bên, mà nó đặc quá thì nó sẽ kéo không được mỏng, tại vì với lại nó khô nhanh quá thì nó sẽ làm cho khi mà mình vừa dặm vậy này mình chưa có thời gian rút điều nữa là nó đã khô rồi, và khi mà mình nhúng vô cái bột á là nó không có thời gian đủ để bám nữa thì nó đã khô rồi, đúng không? Đó, nên là mình thiết kế như thế nào và mình làm như thế nào cái thời gian vừa đủ. Và trên cái màn hình này tại sao là cô xin không có làm 2-3 ngón giống như là trong cái tiệm, tại vì bây giờ cô xin không có dành khách. Đó, mình có khách nè, mình không có dành khách nha. Nên là cô xin ở đây trên này là chia sẻ nhưng tại sao là cô xin làm từng ngón để cho mấy anh chị mà mình vô sau á, mình có thể là thấy là cô xin đang làm cái gì. Ok, Jennifer, em gọi vào số phone 714-804-8688, 714-804-9688 và 714-804-9288 nha em, để được nhân viên mình hỗ trợ, hoặc là mình có thể là lên website sirumsupply.com nha. Dip của mình mới về 1, 2, 3, 4, gồm có là 4 ao, 8 ao nha mấy anh chị, 4 ao, 8 ao và 15 mi. Giữ nè, 3 giây nè. Và nếu mà mình sơn nó dày quá thì nó rất là dễ bị đùng nha mấy anh chị. Nên là mấy anh chị quét cho nó thật mỏng thôi. Và trước khi mà muốn cho nó không có bị đùng, thứ nhất là cái bột của mình phải xốp. Đó, mình lắc nó lên. Cái thứ hai nữa, khi mà mình quét keo á, là mình không có quét nó bị dày nha mấy anh chị. Đó, mấy anh chị thấy không? Đó, keo không có được, không có dày nha. Và cái bột của mình phải xốp. Thì như vậy khi mà anh chị làm á, mình sẽ tránh được rất là nhiều trường hợp giống như là nó bị đùng. Đó, nó bị đùng vô một chỗ đó, thì cái này là nó không bị nha. Mấy anh chị share giúp Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Anh chị nào yêu thích bộ môn dip, đó, ngày mai thì mình mới bắt đầu làm live bột. Hôm nay mình làm dip đi nha. Hôm nay mình làm dip đi, có gì mình làm cái đó nha mấy anh chị. Gặp khách nào thì mình cũng tắt khe được, và service nào mình cũng làm được trong tiệm. Tại vì sao? Service nào cũng là đi kiếm tiền thôi mà mấy anh chị, đúng không? Đó, kiếm tiền thôi mà. Đó, nên là khi mà mình cái môn nào mình cũng biết á, là mình sẽ rất là dễ đi làm. Tại vì gặp khách nào mình cũng làm hết á, đỡ phải mất thơn. Thơn nào mình cũng làm được hết đó mấy anh chị. Thực tế, đó, cái đó là thực tế thôi. Nó phủi sạch nha. Trước khi mà mình qua lớp số 2, mấy anh chị phủi sạch giùm em. Tại sao biết không? Tại vì á, mình không có muốn cái bột á, nó còn bám ở trên cái này, và mình quét chai số 2 lên á, thì những cái phân tử gọi là cái những cái pigment của mình á, khi mà lâu ngày nó dơ, nó vô cái cỏ, nó mang cái pigment nó vô cái chai này nè, từ từ nó đặc. Tại vì sao? Cái bột nó nở mà, đúng không mấy anh chị? Đúng không? Mình để thử đi, mình ngâm cỏ, mình ngâm cái bột nó vô cái liquid đó nó nở ra. Đó, nên cái bột này trong này cũng vậy, khi mà nó rơi vô cái chai á, nó cũng y chang vậy nha. Rồi cái lớp số 2 của mình á, là mấy anh chị là không có đi 80 nữa, là mình có thể thụt xuống là 70 hoặc là 60. Nên là cô xin làm cái này á, học viên của mình á, làm rất là thành công nha mấy anh chị. Trong cái lớp của mình á, cô xin dạy dip như thế nào, và trên cái live của mình cũng y chang như vậy nha mấy anh chị ha. Nên anh chị đừng có lo lắng. Chủ yếu là khi mà mình chia sẻ vậy thì cô xin cũng mong là mấy anh chị là mình có thể làm được nè. Mấy anh chị thấy nó đủ không? Nên mấy anh chị giúp cô xin share cái live này nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Dip thì nó làm được rất là nhiều cái design luôn. Rồi khi mà mình sơn 70% này mấy anh chị, sơn 70%, mình chừa lại hai cọng tóc hai bên nha mấy anh chị. Cái này là dip nè. Đó, chừa lại hai cọng tóc. Và cái trong thời gian này mấy anh chị thấy nè, chỗ nào bị lõm và nó chưa có điều, mấy anh chị cho một ít keo vô và chừa lại hai cọng tóc. Tại sao là mình phải chừa hai cọng tóc? Để chừa là nó có cái độ khơ. Cái thứ hai nữa là nó không bị mất xếp nha. Đó, mấy anh chị thấy nè, đi hai lớp này hoàn toàn là không bị mất xếp nha. Đến nỗi mà cái người khách mình đang làm thôi, không biết làm nail thôi, mà khi mà họ nghe họ cũng hiểu nữa. Lý do tại sao? Tại vì Christine làm và mình cũng nói lý do tại sao là mình làm như vậy. Đúng rồi, Christine đang build cái độ khơ nha. Và khi mà mình muốn càng muốn khơ thì mình sẽ làm cho nó dày, đúng không? Nhưng mà ở đây là Christine không có làm khơ quá nên là mình đi hai lớp thôi. Đi 70%, chừa hai cọng tóc. Yeah, đúng rồi, Christine muốn khơ thì mình build thêm một lớp nữa. Còn cái này là mình muốn khơ đều thôi mấy anh chị, khơ ít thôi. Khách mình muốn flat thì mình không có build khơ nhiều. Muốn build khơ nhiều mình đi thêm lớp nữa nha. Nhưng mà trên này là Christine đi hai lớp thôi. Tại vì khách mình không muốn. Khách mình không muốn nha. Không phải là mình không làm. Đó, khơ nhẹ nhẹ thôi mấy anh chị. Và khi mà anh chị làm như vậy là mình tự tin là mình không có cần mài lại nữa. Cái bước này là của Sina, mình nghiên cứu rất là nhiều và mình đã đưa ra cái cách này để mà mình làm sao để mà cho cái độ khơ của mình á, mấy anh chị làm là tuyệt đối là nó không có bị
mà lõm nữa. Đó, nó không bị lõm nữa và nó ra một cái độ khơ rất là đều. Mà cái shape của mình không bị mất, cái đó là vấn đề. Cái nó là tiết kiệm được thời gian cho mình luôn nha. Cái tiết kiệm thời gian cho mình luôn nha. Mấy anh chị nào, tiệm nào mà mình xài dip nhiều, mấy anh chị mua 100 chai giùm em. Đó, 100 chai là mình có giá vay VIP luôn nha mấy anh chị. Và khi mà mình mua cái chai 8 ounce, mua 8 ounce thì mấy anh chị sẽ được tặng một chai 15ml. Và cái chai 8 ounce của mình với giá chỉ có 40 đồng cho 8 ounce nha mấy anh chị. 40 đồng cho 8 ounce thôi. Và cái chai 4 ounce của mình á, 4 ounce nhiêu vậy? 4 ounce của mình á, chỉ có giá là 18 đồng thôi, 4 ounce nha. 4 ounce chỉ có giá là 18 đồng thôi. Nên á thì rất là xài rất đồ tốt mà rất là rẻ nha mấy anh chị, xài đồ tốt mà rất là rẻ luôn. Nên mấy anh chị yên tâm này, tại vì sao? Thì xin là làm live trực tiếp trên này. Làm live trực tiếp mấy anh chị có thể là mua xài thử trước, thích mình mua nhiều nha mấy anh chị. Thích mình mua nhiều. Cái này là bảo đảm là mấy anh chị là chất lượng lúc nào cũng là được bảo đảm nha mấy anh chị ha. Rồi xài có vấn đề gì cứ nhắn cho Christine, mua về xài liền cho em. Mua về xài liền cho Christine nè. Rồi, mua về xài liền, thử liền. Rất là đẹp. Rồi bên này cũng vậy. Đó, chừa lại hai cọng tóc nha mấy anh chị ha. Chừa lại hai cọng tóc. Đừng có cho hai bên nó nhiều quá, mất xếp mình hết. Nếu mà trong trường hợp mà mấy anh chị mà quét hai bên mà nó lỡ nó ra tới ngoài nè. Đó, tôi xin chia sẻ cái mẹo luôn, lỡ mà đi ra tới ngoài ha. Lỡ mà đi ra tới ngoài. Mấy anh chị lấy cái tay á, lấy tay này, giúp hai bên thành móng. Đúng không? Cho nó không bị mất xếp, sau đó mới bắt đầu nhúng vô hũ bột. Tại vì khi mà nhúng vô cái hũ bột của mình á, là nó không có vuốt được nữa. Vuốt là nó bị mất bột hết, đúng không? Nên là mình không vuốt nha, vuốt trước khi là mình nhúng vô cái hũ bột. Rồi, bên này cũng vậy. Chỗ nào lõm thì trong cái lần 2 này mình sẽ fill cho nó đầy nha mấy anh chị nha. Chỗ nào lõm hay thiếu bột trong lần 2 này mình sẽ fill cho nó đầy nha. Mình nữa có bỏ qua bước này. Chỗ nào lõm thì mình fill bù vô. Sau đó mình sẽ nhúng lên. Và lớp kế tiếp của mình tháng 3. Tháng 3 sẽ là ngày 21, 22 và 23 nha mấy anh chị. Thì lớp này cũng gần full rồi nha mấy anh chị. Lớp này thì mình cũng có dạy nè, từ cơ bản tới nâng cao, đắp một cục bột, hai cục bột, ombre, marble, cắt bột, dip nè. Sau đó có treo ít luôn nha mấy anh chị. Có treo ít luôn. Trong trường hợp nha, mấy anh chị thấy đây nè, hồi nãy đây có một cái góc nè, nó bị bể, đúng không? Là lớp đầu tiên mình chưa đi được, lớp thứ hai là cô xin để rất là nhiều keo. Để mà cho cái này trước khi là mình dip màu, mấy anh chị cho một lớp activator để cho nó bằng phẳng hết đã, rồi mình mới bắt đầu là mình đi nha. Cái này nè, mình cho activator lên. Món này mình sẽ xử lý cho nó bằng phẳng hết đã, sau đó là mình mới bắt đầu là mình dip màu lên. Khi mà dip màu lên, mấy anh chị không có dụi nhiều cái là nó hư hết. Đó, cho activator lên nè. Lúc này đây là bột của mình nó cứng rồi, nó khô rồi. Thấy khô nhanh lắm mấy anh chị. Để lên, vũ được liền. Đó, thấy vũ bằng nè. Đó, sẵn bên, mình vũ bên này luôn. Tại cái này hồi nãy là mình bị thiếu, xong mình xin để cho keo nó nhiều á. Xong mình lấy được bột clear nhiều, sau đó mình cà nhẹ ha. Để cho nó bằng phẳng lại trước khi là mình đi màu. Đúng không? Chứ mình nữa để cho nó gồ ghề, tại vì gồ ghề lát nữa khi mà mình vũ đó, thì nó sẽ mất cái màu của mình. Xong hết thì mình sẽ sử dụng một cái cây dip ombre và mình sẽ đi từng màu nha mấy anh chị. Ở đây là mình sẽ đi từng màu. Đó, ngón cái của mình sẽ đi cái màu xanh, kết hợp cái màu mà gọi là màu doping nha mấy anh chị. Đây là cái màu doping nè, màu rất là xinh nha mấy anh chị. Màu doping này nằm trong sách OM nha, nằm trong sách OM. Hai màu mình kết hợp đi ombre. Đầu tiên thì mình sẽ đi từng màu trước. Đó, mình đi bên này. Mình sẽ đi từng màu, coi mình sẽ xếp cái màu của mình ha. Bên này thì mình đi cái màu đậm, mình sẽ sắp xếp theo cái vị trí cái màu để mà mình đi 1 2 3 4 5. Đó. Không có màu đó. Đúng rồi. Rồi, đó, sắp vậy đó. Rồi, đây là hả, mình sẽ sắp xếp những cái màu của mình nha mấy chị thấy không?
là cô Sương sẽ sắp xếp tông màu của mình đi nè. Đó, từ blue tới green, xong tới màu tím nha, tím hồng nè. Đó, mình sắp xếp những cái màu này đi chung một cái tông nha mấy anh chị. Đi chung nè, một cái tông nè. Sau đó mình sẽ đi từng màu, theo số thứ tự bên này là mình sẽ đi cái màu xanh. Nên tới khi mà khách mà chọn 10 màu đó, mấy anh chị cũng giúp Christine là mình phối màu nha mấy anh chị ha. Xong hết thì mình sẽ sử dụng quét một lớp nè. Ở đây là mình sẽ sử dụng hai màu. Mình sơn 85, mình sơn 98% nha mấy anh chị, 98% nè. Đó, cuticle. Tại vì nó nếu mà cái keo nó đặc quá, mấy anh chị đưa sát vô hai bên cuticle nó khó lắm. Đó, bên này ha. Kéo xuống cho nó đều. Rồi, vuốt cho nó đều tay, quét hai đi lại đi lại lại để mà cho mặt móng của mình nó keo nó đều. Rồi sau đó là mấy anh chị sẽ dùng cái cây cọ ombre. Khi mà anh chị đi mới bắt đầu đi á là mình đi khi mà cái phần ombre này nè, mình ít nhất là mình phải đi 3 lần. Còn nếu mà anh chị đi khéo thì mình đi 2 lần nha. Mình cho phần cuticle của mình nó đậm nè. Đúng không? Cho nó đậm nè, sau đó từ từ nó nhẹ xuống nè. Đó, xong hết, phủi nó xuống. Bắt đầu là mấy anh chị nè, sẽ đi cái màu xanh, lấy cái hũ bột nhúng vô. Thì khi mà mình nhúng như vậy đó, chỗ nào nó còn cái keo thì nó sẽ ăn cái màu của mình. Ở đây đó là cô Sinh sẽ làm hai lớp thôi, tại vì mình sẽ có design nữa ha. Mình sẽ có design nữa. Đó, màu rất là xinh. Đó, ombre rất là xinh nha. Rồi tiếp tục mình đi cái lớp số 2 cho cái màu này. Số 2 cho cái màu này. Thì á, mình chỉ cần đi cái màu pin ombre lên thôi. Cái lớp số 2 của mình cũng đi 98 luôn. Và sơn sát hai bên. Thì cái lớp này đây thì mấy anh chị thấy chỗ nào nó thiếu thì mấy anh chị sẽ cho thêm vô. Cho thêm vô nha, cho thêm vô. Ở đây là cô Sinh sẽ đi hai lớp thôi. Đi hai lớp thôi, tại vì mình muốn cái màu của mình nó nhạt ha. Đó, đi hai lớp thôi. Rồi, tiếp tục mình cho cái màu pin ombre lên. Chỗ nào cần đậm thì mấy anh chị cho nhiều chút xíu ha. Rồi khi mà xuống tới dưới mình cho nó nhạt thôi. Xong hết, mấy anh chị cho cái màu xanh tiếp tục lên. Đi lên tới hai bên luôn. Tại vì lúc này đây mấy anh chị đừng có lo. Tại vì sao, chỗ nào còn trống á, thì nó sẽ ăn cái màu xanh của mình vô. Còn cái chỗ nào mà nó đã có cái màu đó, nó không có bám được cái màu xanh của mình nữa đâu nha. Không có bám được nữa. Rồi xong phủi sạch nè. Đó xong ha. Cái này để đi hai lớp nè. Đi hai lớp. Nếu mà anh chị thích cái màu đậm hơn thì mấy anh chị đi màu 3 lớp cho em. Thích màu đậm đi 3 lớp nha. Giống như bây giờ là mình sẽ đi 3 lớp. Thôi lỡ rồi mình đi 3 lớp luôn. Đó, đi 3 lớp thì mấy anh chị đi cái bước tiếp theo của mình sẽ là 95 thôi. Và hai bên mình chừa lại là hai cọng tóc nha, để cho nó không bị mất xếp nè. Chừa lại một cọng thôi, chừa hai cọng nhiều quá. Đó, và cái lớp số 3 này mấy anh chị đi thật mỏng. Đi thật mỏng nè, đi thật mỏng nha. Rồi, tiếp tục mình đi cái màu xuống. Cuticle nè. Xó mình từ từ phủi xuống. Lớp này thì mình sẽ đi mỏng thôi mấy anh chị. Mình đi mỏng thôi. Đó, đi mỏng thôi. Sau đó thì mình sẽ đó cho màu xuống chút, xuống chút, xuống chút, xuống chút. Đó, đúng không? Mình có thể là xử lý được. Cái này là nên là khi mà mình làm này thì mình sẽ điều chỉnh cái tay của mình nha. Xong hết. Đó, mình đã có cái phần ombre. Mình sẽ phủi sạch nè. Đó, đây là ngón đầu tiên. Rất là dễ thương. Và khi mà mình làm xong cái phần ombre này, mấy anh chị lấy cái hũ bột clear, deep clear nè. Luôn luôn là mình cover ombre bằng một lớp deep clear nha. Tại sao? Để cho cái màu của mình nó dịu lại. Rồi khi mà mình đi cái deep clear nè, mấy anh chị thụt xuống cho em và chừa lại hai cọng tóc, đi cho nó thật mỏng. Đi thật mỏng. Và khi mà thực hiện cái thao tác này, mình thực hiện thao tác nè, nhúng xuống mình lấy lên liền chứ không giữ 3 giây. Và cái keo của mình phải quét thật mỏng. Để làm gì biết không? Để nó không có bị dày. Đó, bây giờ mấy anh chị thấy nè, nhìn nè. Thứ nhất là nó có độ khơ, thứ hai nó không cao. Đó, mấy anh chị thấy chưa? Rồi xong, đầu móng không bị dày nè. Đó, đầu móng này mấy anh chị thấy không? Không có bị dày nha. Đó, không bị dày. Đó, xong cái là mấy anh chị cho cái activator lên. Đây là cái ngón đầu tiên nên là mình làm từng bước một nè. Để cho mấy anh chị là mình dễ thấy. Đậy sơn activator lên. Đó, là mình vuốt xếp được rồi. Nhưng mà mình còn tới 10 ngón, 10 màu nữa, 9 màu nữa ha. Mình còn tới 9 màu nữa. Nên là mình sẽ cho từng màu vô. Rồi bắt đầu mình sẽ đi cái màu xanh.
Đây là màu số 49, màu rất là đẹp nha mấy anh chị. Dip ombre là bao la thoải mái. Ở đây là cục sim cũng muốn khoe cái màu luôn. Màu đẹp lắm mấy anh chị. Xài là yên tâm, dip là đẹp luôn nha, dip là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục là đi cái màu này thì mình cũng kết hợp với lớp pen luôn. Đi đầu tiên, lớp đầu tiên của mình sẽ là đi 98%, tức là 98 chừa lại 2 cọng tóc đó mấy anh chị. Đó, nếu mà mình không chừa lại là nó sát lên, leo lên da luôn mấy anh chị, không khéo nữa là leo lên lên da. Và khi mà mình dip á là mình sẽ chắc chắn là cuticle của mình á cho nó tròn đẹp nha mấy anh chị. Tròn đẹp, không quá dày, không quá mỏng, hai bên đều nhau. Sau đó mình sẽ dùng cây cọ của mình á là mình nhúng lên. Cho màu của mình. Đó, cách này ha. Là mình làm ombre rất là dễ nha mấy anh chị. Nên nó tới khi mà mình tập búng á là mình phải cho hai bên nó đều nè. Đó, đúng không? Cho hai bên nó đều. Sau đó mình sẽ phủi sạch nó. Xong rồi bắt đầu mình sẽ lấy cái màu xanh mình nhúng lên. Tức là cái thao tác này mình chỉ cần đi một lớp thôi. Tức là mình chỉ cần nhúng một cái thôi chứ mình không có cần nhúng hai cái. Rồi, đi lớp số 2 lên. Số 2 này mình cũng đi 98 nha mấy anh chị. Cho nó sát vô. Và chỗ này khi mà thiếu cái gì là mình sẽ bù vô chỗ đó. Và mình hồi nãy là mình đi ngón kia ba lớp đúng không? Nên những cái ngón này là mình đi ba lớp. Nên tới khi mà làm ombre á, mình chỉ muốn cái màu nó đều á, mình đi ba lớp nha. Tại vì trong cái phần này là mình quét keo rất là đều. Mình quét keo rất là đều và rất là mỏng luôn. Nên là mình có thể là đi ba lớp. Mấy anh chị thấy nè, cô xin nè, lấy cọ ha. Sau đó nè, mấy anh chị thấy không? Bóp, đập ở trong cây cỏ chứ không phải là thân cỏ nha. Đó, mình chừa lại nè. Đó, mình đập đây cho cái bột của mình nó rơi xuống. Và khi mà gần xuống dưới mấy anh chị là không có đi cái bột nó nhiều nha. Đó, thấy không, mình đi là khoảng là 70% xuống, chừa lại hai bên một chút xíu cho nó hơi thấy màu ha, cho nó thấy màu. Và khi mà anh chị đi á, mình đi ba lớp như vậy á, cái màu của mình nó mới ra đẹp. Tại lúc này đây là màu nó đều quá mấy anh chị. Đó, đẹp không, rất là xinh nha. Đi thêm lớp nữa, cái này là mình đi thêm lớp nữa. Cái lớp này là mình đi 95 thôi chứ mình không có đi nhiều quá. Và chừa hai bên cho hai cọng tóc nè. Cái phần này á mình chỉ quét cuticle cho nó tròn nha, quét cuticle cho nó tròn nè, xong chừa lại hai cọng tóc để cho nó không bị mất xếp á mấy anh chị. Đừng có đi dày quá, hai bên đủ rồi, quét cho nó mỏng thôi. Cái lớp cuối cùng này là mình đi cho nó mỏng thôi nha. Rồi sau đó mình sẽ cho cái màu của mình lên mỏng thôi, tại vì mỏng như vậy á, là nó sẽ ăn được ít bột, nó sẽ không có làm dày nữa ha, và nó sẽ giúp cho mình cái bột của mình nó đã đều hơn. Đó, xong cho bột của mình xuống, sau đó nè nhúng màu lên. Đó, màu rất là xinh. Rồi sau đó mình sẽ phủi sạch nè mấy chị. Đó, phủi sạch xinh, đó rất là đẹp nha. Ombre, thế là mình đã xong nha. Rồi tiếp tục mình sẽ qua một cái màu khác. Để chút xíu nữa là mình sẽ cover hết clear nha. Tại vì mình làm vậy nó mất thời gian lắm. Nên mình sẽ đi từng ngón. Rồi cái màu này là màu số 51, màu green, teal ocean. Đó, teal ocean nha. Trời, màu xinh lắm luôn mấy anh chị. Đó, nhìn nó xinh không? Nhìn rất là xinh nha. Rồi đi nè, cũng y chang vậy luôn. Mấy anh chị giờ thấy cái tay của người khách là có hai cái màu đúng không? Thì bây giờ tiếp tục là đi cái màu số 3. Màu số 3 là màu số 51 nha. Đó, hôm nay là mình giới thiệu được tới 10 màu luôn. Dip thoải mái luôn, đắp thoải mái luôn. Đó, hôm nay mình giới thiệu 10 màu trong set 144 màu nha. Dip đắp rất là đẹp. Và mình cũng chia sẻ cái dip kỹ thuật về cái phần ombre. Đó, cho vào đây. Đó, cái khúc đầu tiên phần cuticle mấy anh chị có thể lấy nhiều chút xíu nè, xong từ từ ở dưới nè, đừng lấy nữa. Trong cỏ có bao nhiêu búng xuống hết. Đó, mấy anh chị thấy không? Búng xuống hết thì nó sẽ tạo ra cái chỗ này nó lợt thôi. Nó lợt thôi. Mấy anh chị yêu thích dip á, mình có thể làm dip nha mấy anh chị ơi, xây giúp xin nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Đó. Rất là xinh, màu rất là đẹp. Để mình cho cái máy của mình vào chính giữa chút xíu nha. Nó hơi chạy gì đâu á. Đó, thấy rõ không? Mọi người thấy rõ không? Thấy rõ ha. Xong là mình sẽ đi bước tiếp theo của mình. Bước tiếp theo của mình sẽ là sơn lớp số 2 lên.
cái cỏ biết chạy nè. Mấy anh chị ơi, xe giúp Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Hôm nay dip âm rì nha, cơ bản nè. Xong rồi bắt đầu mình sẽ cho xuống, lấy cái tay của mình ha. Búng nè, búng ngay đây nha mấy anh chị, búng ngay đây nè, chứ không phải là búng đây nha. Búng đây nó sẽ xuống nhanh nè, thấy không? Xuống rất là nhanh, nên anh chị nào mà mình chưa búng được, mình có thể là tập theo thao tác này nha. Tập theo thao tác này thì mấy anh chị làm rất là nhanh. Sau đó xong nè, mình sẽ phủi sạch, đập cỏ mình xuống dưới này ha. Rồi, cho cái màu của mình lên. Đó, được hai màu. Giờ đi lớp số 3 vô. Cái này mình đi từ từ thôi nha mấy anh chị. Lớp số 3 vô thì mình sẽ đi 95% thôi, chứ không có đi lên ngón cái, không lên cuticle nữa. Và hai bên cũng vậy, để mà tránh trường hợp là cuticle của mình hai bên nó bị dày nha mấy anh chị ha. Sơn thật đều nha mấy anh chị. Cái này là khi mà dip á, là nó cũng liên quan tới cái phần sơn nữa nha. Mấy anh chị sơn đẹp á, là dip nó sẽ rất là đẹp. Nên tại sao hôm nay á, là mình làm 10 màu. Làm 10 màu vừa chia sẻ được cái màu của mình có. Cái thứ hai nữa làm đi làm lại cho mấy anh chị vô sau người ta coi nữa ha. Mấy anh chị vô sau nè. Đó, và mình chưa bao giờ làm dip âm rầy, mình có thể là theo cách này nha. Hôm nay tập búng búng nha mấy anh chị. Đó, tập búng búng nha. Xong này đập cho nó quen tay ha. Rồi, lấy cái màu xuống. Sau đó thì mình sẽ nhúng da. Đó, lấy cái hũ này đẩy lên giống vậy nè. Sau đó xong. Được 3 màu. Được 3 màu, dễ thương à. So cute luôn, màu rất là xinh. 3 màu khác nhau nha mấy anh chị. Xong tới là mình sẽ tới cái màu màu tím. Đây, màu rất xinh. Mình tới màu tím đi. Hôm nay là mình tới đây, mình tới màu tím đi. Màu tím là tím xanh nha. Nó cũng thuộc là trong cái dòng họ là pastel á. Đây, lộn lóc nè. Rồi đây cũng tiếp tục là một cái màu tím nè. Sơn lên 98%. Nên cái phần xử lý gọi là cái thân mặt móng á, cái phần mà mất đường nối á, là nó rất là quan trọng nha mấy anh chị. Để mà làm sao mình đỡ bớt thời gian mình dũa mặt móng nữa. Rồi, nên là mấy anh chị giúp Christine share nha. Thank you cả nhà rất là nhiều. Đập phủi sạch nè. Đó, phủi xuống. Rồi sau đó là mình sẽ dùng cái hũ mình nhúng lên. Nó ra màu liền ha. Ra màu liền luôn. Xong bắt đầu là mình sẽ phủi sạch lớp đầu tiên. Là mình đi lớp số 2 lên luôn. Mình đi lớp số 2 lên luôn nè. Rồi, lớp này là mình sẽ bổ sung những cái chỗ mà nó không đẹp và nó không tròn nha. Ở đây là mình quét y chang luôn nha. Cái lớp này là mình quét y chang lớp đầu tiên luôn. Và quét cho mặt móng nó đều nè. Rồi, cho màu dark pink lên. Cái này là Christine đang xài cái màu dark pink nha. Nếu mà khách mà muốn cái màu pink rầy thì mấy anh chị lấy màu dark pink lên. Tại vì dip á, nó sẽ lạc hơn một cái tông. Dip á, cái màu á, nó sẽ nhạt hơn nha. Nó sẽ nhạt hơn cái phần dark. Nên mấy anh chị là có thể là khách mà cần phơm râm rầy, mấy anh chị lấy dark pink lên giùm em. Thì cái màu khi mà dip lên nó sẽ đậm hơn nha. Nó sẽ đậm hơn. Rồi phủi sạch. Đi thêm lớp nữa nè. Lớp này là 95% nè. Chừa 2 cọng tóc nè. Quét mặt móng cho nó đều một lần nữa. Rồi, cho cái màu pink lên. Sau đó là mình cho màu tím lên, nhúng lên ha. Thì cái chỗ nào mà nó còn keo là nó sẽ bám cái màu của mình ha. Mấy anh chị, nó sẽ bám cái màu của mình. Xong hết là mình sẽ phủi sạch nó. Đó, màu rất là xinh. Để lát nữa là mình sẽ cover nó. Rồi, hai bên,
Sau đó là mình sẽ cho cái màu pink lên. Mấy anh chị ơi, stay with Christine nha. Đó, hai bên nè, mình phải cho nó dài ha, để làm gì cho nó nhiều bột, chắc chắn là chỗ nào nó cũng dính ha. Giờ xong, phủi nó xuống và mình sẽ đi màu này, tím hồng, là cái màu tím hồng và lavender nha mấy anh chị. Đây, màu rất là xinh, màu này xinh lắm luôn. Lên, sau đó mình sẽ phủi sạch. Đó, mấy anh chị thấy tím hồng chưa? Mới là một lớp thôi nha. Mấy anh chị ơi, stay with Christine nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Thank you cả nhà rất là nhiều. Hello Nancy, hello Thu Nguyễn, hello Nguyễn Phi Hùng, hello cả nhà. Rồi, hai bên vô. Hai bên. Dút bột của mình ra khỏi tới mặt móng. Rồi bên này mình sẽ cho cuticle. Mấy anh chị ơi, stay with Christine nha. Ở trên này sao thì mình trong lớp sao, trên này là y chang vậy đó. Rồi hai bên. Xong, đập cho nó cây vô đây nè. Xong nè, búng xuống ha. Để mà cho cái bột của mình bớt đi. Sau đó để vô cái hũ bột của mình. Trời ơi, màu này xinh lắm luôn mấy anh chị. Xinh lắm luôn á. Đó, màu rất là xinh. Hai lớp. Rồi đi thêm một lớp nữa nha. Đi thêm lớp nữa nè. Đi lớp là 95 nè. Đi thật mỏng, chừa 2 cọng tóc. Nên mỗi lớp của mình đều rất là quan trọng nha mấy anh chị. Nếu mà mình đi lớp nào cũng ra lớp đó thì nó sẽ rất là dài. Nó sẽ rất là dài nha. Nên là mình sẽ chia cái khoảng cách của mình đi ra. Anh chị share giúp Christine nha. Theo cả nhà rất là nhiều luôn. Hôm nay lâu quá là mình không gặp nhau rồi. Hôm nay là mình like tại Christine Silem Supply nha mấy anh chị. Trời ơi, Facebook kia đó có bị lóc hoài luôn, buồn dễ sợ luôn mấy anh chị. Không biết lý do tại sao mà nó cứ lóc hoài luôn á. Mình không làm gì hết ngoài cái like thôi mấy anh chị ha. Cũng không có hả, cũng không có làm gì luôn á. Thực sự nhiều khi mình nói Facebook mình cũng không có làm gì ngoài cái like thôi. Mà nó cứ lóc lên lóc xuống hoài, buồn dễ sợ. Không hiểu lý do. Đó, xong hết nè, bắt đầu bên này là mình sẽ cover nha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ nói tới cái phần dip clear này. Tại sao nó rất quan trọng? Tại vì á, khi mà mình dip cái này lên, dip cái clear lên, thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái ombre của mình á, màu nó dịu lại. Cái thứ hai nữa, nó hép cho cái độ dày của cái nail mình có. Cái thứ ba nữa, hạn chế tới 90% bị nứt nha mấy chị. Anh chị nào làm hay bị nứt là mình đi dùng cái này dùm em. Đi dùng cái dùm này dùm em nha. Còn nếu mà mình không có đi clear, nếu mà mình không đi clear, mấy anh chị giúp em sơn một lớp số 2 lên. Sau đó để khô và mình để activator lên nha mấy anh chị. Đó, tại cái móng này nếu mà cái bộ nail mà nào dày quá là mấy anh chị không có cover clear được nữa. Tại vì nó dày quá, nó xấu đúng không? Thì mấy anh chị sơn một lớp số 2, sau đó mình để khô và để activator lên. Còn cái này là trong cái khả năng mình có thể. Tại vì sao? Cái bộ nail này là móng giả và nó cần cái dài, cần cái độ dày. Nên là mình có thể là sơn một lớp số 2 lên, sau đó là mình sẽ nhúng bột clear. Còn móng nào ngắn quá mấy anh chị cho lớp sơn một cái chai, một lớp B vô. Sơn một lớp B vô. Ví dụ là cái ngón này đi ha, mình để cho nó hơi khô, sau đó mình sẽ để activator lên nha. Còn nếu mà móng dài quá thì mấy anh chị có thể là đi một lớp clear và mình nhúng lên, nhúng xuống mình lấy lên liền, chứ mình không có để 3 giây. Tại vì để 3 giây như vậy là nó sẽ quá dài đúng không, cho một cái bộ nail, bột quá dày cho một cái bộ nail. Tại móng ngắn mà mấy anh chị, còn móng dài là mấy anh chị có thể làm vậy nha. Còn nếu mà mình không, mình bỏ qua bước này đó thì cái phần trăm mà mình sẽ gặp á là nó rất là, nó bị nứt sẽ có nha. Và khi mà nó bị nứt nhiều hay ít nữa còn do là một khi, còn do là nếu mà mình thực hiện thao tác này á, khách nào mình cũng xài mà mình cũng thực hiện thao tác đúng vậy mà nó còn bị nứt á, thì mình xem lại cái phần dip của mình. Còn nếu mà lâu lâu có một khách hay là như vậy, còn do khách nữa. Tại vì khách đó nhiều khi người ta cũng làm việc nặng vậy đúng không, chứ đâu phải hoàn toàn do lỗi mình đâu. Nhiều khi khách nó cũng đụng chạm cái nãy kia, nghĩ đi, móng bột nó còn đánh nhau mà đúng không, móng dip là nó cũng có khả năng nó đánh nhau hay đụng vô gì đó nó bị nứt đó. Nên là mình phải coi lại cái khách này mình ha, mình sẽ kiếm ra nguyên nhân. Nên là mình sẽ tùy trường hợp và tùy theo khách và tùy thời điểm là mình có thể là đưa ra được một cái kết luận nó như thế nào. Rồi, bộ nail rất là xinh. Xong hết, bắt đầu bên này là mình sẽ đặt activator nha. Để xong bên này mình qua bên kia luôn.
mình qua bên kia luôn. Thì cái line hôm nay của mình là hơi dài, tại vì mình có design nữa. Và ở đây á, là tại sao là Christine làm trên cái line á, là nó không có nhanh giống như mấy anh chị ha. Tại vì Christine không có dành khách. Tại sao không có khách để dành nữa, có ngày làm có 1 người 2 người à, lấy hẹn thôi. Với lại Christine làm line trên này là chủ yếu là chia sẻ ha, chia sẻ nên là mình sẽ làm chậm, thì mấy anh chị là mới bắt đầu á, là mình mới theo kịp được, đúng không? Còn nếu mà làm nhanh quá mấy anh chị đâu theo được đâu, không có theo kịp được, nên là mình sẽ bị mất bài. Cái đồ sạc pin đi đây. Đó, để cho xin sạc cái pin cả nhà. Pin rồi. Hết pin rồi. Em cho nó qua đây được không? Em cho nó qua đây xong cắm lên bên kia chị vậy. Rồi đưa lên đây nè, đưa lên đây. Theo đường này nó sẽ không bị vướng. Đúng rồi, nó sẽ không vướng chị. Rồi xong ha, giờ mình tiếp tục qua bên này. Màu rất là dễ thương ha, siêu xinh luôn. Thì bây giờ mình có mấy màu màu spring rồi mấy anh chị, rất là đẹp. Cho deep đắp đều thoải mái nha, deep đắp thoải mái. Thì bây giờ là tới cái này, thì tới cái màu này thì mấy anh chị cũng thấy đó. Đó, rồi tới màu này, rồi tới màu này, rồi tới màu này ha. Thì mình sẽ có 5 màu. Ở đây mình sẽ cho màu vàng nha, màu vàng. Mấy anh chị ơi, xem Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Hôm nay mình làm chậm chậm thôi, làm chậm chậm thôi để mình hạ. Còn trên này có lý do với anh chị nói chuyện tám chơi được. Mình sẽ đi cái màu vàng chỗ này. Thì lớp đầu tiên của mình cũng y chang vậy luôn ha. Mình đi 98%. Hai bên sơn cho nó thật mỏng. Sơn cho nó thật mỏng nha mấy anh chị ha. Rồi sau đó nè, sơn cho nó đều ha. Mình đi nè, lấy cây cọ ha. Sau đó mình sẽ đập quả nè. Mấy anh chị share giúp Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Share giúp mình với. Rồi nhúng lên, màu rất là xinh. Trời ơi, màu đẹp lắm luôn mấy anh chị. Đó, màu rất là dễ thương nha. Đi em rỉ rất là đẹp luôn. Rồi đi lớp số 2 lên. Lớp số 2 của mình nè, đi cho nó thật đều. Những chỗ nào còn khuyến khiếp hay là nó thiếu gì đó là mình cho nó vô. Sơn cho nó đều vô. Lớp số 2. Nếu mà lớp số 2 của mình vô, mình thấy cái màu hồng ít, mình cho màu hồng thêm chút nữa ha. Đó, cho nó dày vô. Tức là chỗ nào nó còn bám bột rồi, lát nữa mình đi cái màu khác nó sẽ không bám nữa nha. Nó sẽ không có bám nữa. Đây là mình sẽ cho cái màu vô. Đẹp ha, rất là xinh luôn. Đó, màu rất là đẹp luôn ha. Rất là đẹp nè. Wow, màu rất là xinh. Rồi, màu này rất là xinh nha mấy anh chị. Đi 95% nè. Chừa 2 cọng tóc nha. Đi cho nó thật mỏng, quét keo mỏng thôi chứ mình không có đi dày. Mình không đi dày nha mấy chị, ở đây mình không có đi dày. Đi thật mỏng nè, cho màu hồng vô. Rồi, sau đó mình sẽ cho cái màu lên. Rồi, phủi xuống, mấy anh chị thấy không? Chỗ nào mà nó không có dính vô cái bột màu ôm rì, nó sẽ dính cái màu này của mình nha. Rồi, xong hết là mình sẽ cho. Trong trường hợp nha, để xử lý nè, trong trường hợp nè. Ví dụ, nếu mà mình đi nè, mình thấy hai cái màu này hay là cái màu xanh của mình nó ít quá, hay là cái màu hồng của mình nó ít quá. Mấy anh chị lấy một chút xíu nè, bột. Đó, sau đó mấy anh chị cho nhẹ vô đây. Đó, cái này gọi là ăn gian, gọi là mình thêm á, mình thêm cái chỗ mà gọi là khuyến khiếp vô nè, nhẹ nhẹ lên. Đó, mình phủi nhẹ lên. Đó, mình cho ít vô. Nếu mà cái màu của mình trong trường hợp giống như gặp những cái màu mà nó khó đó, mấy anh chị cho thêm chút xíu vô. Đó, mình thấy không? Nó đẹp liền. Nó đẹp liền nha. Xong rồi đó, bắt đầu khi mà nó đã dậy rồi, mấy anh chị chờ khô chút xíu nè. Chờ khô chút xíu, xong rồi. Vậy là mình xong đúng không? Mình không có cần làm gì hết á. Cái này là gọi là ăn gian á mấy anh chị. Ăn gian á, cái bước gọi là ăn gian nha. Rồi, mấy anh chị sơn thêm một lớp số 2 lên.
Cái phần này là mình kết thúc nè. Đó, mình kết thúc nè. Vuốt hai bên cho nó không bị mất xếp, nhúng nhẹ bột clear lên. Đó, thế là mình đã ra một móng rất là đẹp luôn. Đối với những cái màu khó, neon. Đó, xin đang làm cái màu này rồi, neon luôn mấy chị. Deep neon luôn, cái màu đẹp lắm luôn, dễ thương lắm. Đó, so cute luôn. Rồi tiếp tục mình đi qua cái màu này nè. Đây là còn một trong những cái màu cũng rất là dễ thương luôn, màu hồng. Màu hồng 139 nha mấy chị. Anh chị ơi, share giúp Christine nha, share mạnh vô mấy chị. Đó, Christine hy vọng là anh chị nào cũng làm được cái này luôn á. Đó, và cái dip của mình 1, 2, 3, 4 rất là tuyệt vời nha. Anh chị xài thử đi, xài thử đi. Đợt vừa rồi là Christine làm không có đủ để bán luôn mà nó hết rất là nhanh. Đó, nhưng mà đợt này về mình về số lượng nhiều lắm nên anh chị là yên tâm nha. Rồi, mình chúi tay người cách xuống nha. Mình ghi 98% nè, 98% nè. Đó, chủ yếu sao dip đẹp là mình sẽ sơn đều tay và cuticle của mình nó phải đều nha mấy anh chị. Đó, phải đều nha. Rồi, chúi tay người cách xuống. Rồi, chúi tay người cách xuống, chúi tay người cách xuống. Lỡ mà trong trường hợp chút xíu dính nè, lấy cái tay mình chùi ra nhanh, nhanh nha. Chùi, mình chùi cũng được nhưng mà nó không phải là con nào mình cũng chùi vậy. Rồi, cho cái màu vô bốn cỏ nha. Đó, mình tập bốn cỏ nha mấy anh chị. Khi mà làm ombre này mình tập bốn cỏ cho nó nhanh. Mình lấy không có chút, mình lấy nhiều. Đó, mình lấy nhiều mình búng cho nó nhanh. Chứ mình lấy chút nữa là hả lâu lắm luôn á. Mình làm lâu lắm. Nên là mình sẽ búng cho nó nhanh tay. Rồi xong phủ sạch lớp đầu tiên. Giờ mình đi lớp số 2 nè. Lớp số 2 nè. Cái lớp này á, là quan trọng nha. Là mình sẽ đi 98 tiếp tục. Và chỗ nào còn thiếu á, là cái lớp này nè. Ví dụ hai bên hông còn thiếu, mình sẽ cố gắng mình đi cho nó đều lại và cho nó tròn lại nha. Rồi hai bên. Rồi quét cho nó đều một lần nữa. Hai bên không có được dày nha. Hai bên màu của mình nó phải đều nhau. Sau đó mình sẽ cho cái màu của mình này vô nè. Bốn vô. Bốn vô. Thấy chưa? Cho nó ngang, hai bên đều hết. Sau đó lấy thêm một ít nè. Muốn cho nó xuống dưới đúng không? Bốn nhẹ. Ngay cái chỗ phần chính giữa nè. Hai bên chừa lại. Đó, hai bên chừa lại nha. Đừng có đi hai bên quá. Chừa lại cái chỗ màu hồng mình lên nữa. Rồi xong. Bốn nó ra chút xíu. Sau đó lấy cái màu này, ưu trời màu này đẹp quá mấy anh chị, màu số 93 nha. Màu 93 dễ thương quá, màu hồng hồng nhẹ nhẹ. So cute luôn. Đó, màu rất xinh nha. Rồi tiếp tục đi lớp số 3. Lớp số 3 nè. Số 3 mình đó là mình không có đi 98 nữa, mình đi 95. Tại đi 99. Rồi sau đó mình sẽ xoay hai bên. Rồi hai bên. Sau đó là mình sẽ đưa bột xuống. Thấy không? Đưa bột xuống nè. Chỗ cần thì mình đưa bột nhiều hơn, chỗ nào mình không cần mình đi nhẹ nhẹ thôi. Đó, nó ra tới vậy ha. Sau đó mình sẽ phủi sạch. Rồi, chúi tay người cách xuống. Đó, màu rất là xinh luôn, hai màu rất là dễ thương nha. Xong hết mình sẽ phủi sạch nha mấy chị. Mình sẽ phủi nè, phủi bụi nè. Trời ơi, nó cân xỉu luôn, màu cân xỉu luôn mấy chị. Cân quá, màu đẹp lắm luôn. Rồi, sơn thêm lớp nữa đi nè, 93 gì đó cũng được ha. Rồi hai bên sơn cho nó thật mỏng. Nên cái âm rẻ mấy anh chị là hả, mình giúp Christine ha, là mình phải cover một lớp clear nha. Để làm gì biết không, cái màu của mình á, hai cái màu nó dịu lại. Âm rẻ mà không có là nó hơi buồn, đúng không? Âm rẻ mà không có cái này nó hơi buồn. Đẹp không? Màu neon nè. Giúp ra nè, âm rẻ rất là dễ thương nha. Rồi xong tiếp tục mình qua một cái màu kế tiếp nữa là cái màu hồng hơn. Màu hồng hơn. Đó, đáng lý màu vàng mình cho qua bên kia đi là đẹp rồi. Tự nhiên mình qua bên này. Rồi, không sao hết. Đó, mình đi cái màu hồng. Trời ơi, màu cưng quá mấy anh chị. Trời ơi, đụng nè. Chưa khô nữa, mình đụng rồi. Đụng á, lỡ đụng nè mấy anh chị ha. Lấy cái tay của mình nè. Đẩy nhẹ nó xuống. Ăn gian ha. Đẩy cho nó xuống nè. Đó, lát nữa là mình buffer là nó xong. Đó, nó chưa có khô mình đẩy được. Rồi, mình 98 xuống, hai bên, 98 xuống, hai bên.
còn 15 bao đấy Duyên nhỉ. Rồi bên này, bên này, bên này. Bên này, bên này, bên này. Ok. Rồi, dưới này. Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Ồ, xong nè ha, xong nè. Búng cho nó nhiều chút xíu nha. Phần cuticle còn mấy anh chị búng nhiều chút xíu nha. Màu ngón đeo nhẫn bán bao nhiêu? Màu ngón đeo nhẫn có bán nha, có bán lẻ nha mấy anh chị. Ở màu ngón đeo nhẫn hả? Màu ngón đeo nhẫn là ngón số màu số 90 193 nha. 193. Mấy anh chị gọi vào số phone giùm em 7148 hả? 139. Coi lại nữa, 139. Nói sao 193 trời. Màu đẹp lắm luôn nha, màu này nè. Màu này cũng rất cưng nha mấy anh chị. Màu này cưng lắm. Màu kia cũng cưng lắm luôn, màu nào cũng cưng lắm luôn mấy anh chị. Rồi hai bên lấy hết 10 màu này luôn mấy anh chị ơi. Đó, làm cho màu spring nè. Đó, màu bột nè. Rất là xinh. Rồi, sau đó rồi, cuticle. Đó, sau đó cho xuống hai bên, đẩy nó xuống nè. Đúng không? Đó, xinh lắm luôn. Rồi, bắt đầu mình sẽ cho cái màu mình xuống và mình lấy hũ bột của mình để lên. Mấy anh chị share giúp Christine nha, đây là cái ombre 10 màu. Hôm nay mình làm 10 màu luôn mấy anh chị. Chủ yếu là sao làm xong khoe màu, xong mới khoe cái dip của mình. Và cái cách làm của mình á, mấy anh chị làm rất là nhanh nha. Rồi lớp số 3 ha, đi cho nó mỏng nè. Mấy anh chị ơi, share giúp Christine nha. Anh chị nào mà dị ứng á, là mình có thể là làm dip nha. Làm dip nó nhanh lắm. Tại cái này mình làm tới 10 màu á mấy anh chị. Mình làm ombre 10 màu, đắp bột mình cũng lấy thêm tiền đúng không? Nên là trong cái phần này á, khi mà anh chị đi á, cũng vậy nha. Làm trên cái, làm cho người khách á, mình cũng lấy thêm tiền nha. Lấy thêm tiền nha. 10 màu mà, mở ra mở vô là mình mất thời gian của mình lắm. Đó, mấy anh chị thấy không? Rồi sau đó bắt đầu nè, lên lấy hũ của mình á, đẩy lên giống vậy nè. Xong. Đó, thế là mình đã có cái phần ombre màu đẹp lắm luôn nè. Ombre ra rất là dễ thương nha. Xong hết, cover thêm một lớp clear nữa. Lúc nào cũng vậy nha. Ombre là mình sẽ cover một lớp clear nha mấy anh chị, để cho hai cái màu á nó dịu lại nha. Chứ mình để không không vậy á là nó không có đẹp. Cái thứ hai nữa, mình phải có một cái gì đó để bảo vệ cho cái ombre của mình đúng không? Giống mình đắp bột gì đó, nhiều khi mình dụi nhiều sao mất bột sao? Nó mất bột sao đúng không? Nên mình phải có một cái lớp á để mà bảo vệ cho cái màu của mình á. Rồi xong hết, mình đi cái màu này, màu peach nha. Dễ thương không? Màu rất là đẹp nha. Rồi kết hợp hai màu nè. So xinh, so cute. Rồi đi 98%. Mấy anh chị ơi, cái dip của mình á là rất là dễ xài nha. Mấy anh chị xài thử đi. Xài thử đi xong rồi đó mình mới mua nhiều. Đó, nhưng mà bảo đảm là mấy anh chị rất là tốt luôn. Rồi xong, cuticle nè. Búng 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 nha, lấy nhiều bột nè, mấy chị búng như đây nè. Đó, búng giống vậy nè. Thấy không? Búng búng giống vậy nè. Cầm tay giống vậy búng nha, tập búng cho nó quen. Và cuticle mấy anh chị lấy bột thoải mái. Thấy chưa? Lấy bột thoải mái nha. Đó, mình tại sao biết không? Cái số lượng keo của mình có nhiêu á là cái nó chỉ thấm được có nhiêu đó thôi, nó cũng không có hút được nhiều nữa đâu. Nên là mấy anh chị búng thoải mái. Đó, nó chỉ tới nhiêu đó thôi, trừ phi là mấy anh chị sơn dày quá. Đúng không? Chứ mình sơn đều tay á, mình sơn cái đều tay và cái độ dày của mình á vừa đủ á, là cái bột của mình mấy anh chị để lên bao nhiêu á nó chỉ thấm tới mức đó thôi là nó hết rồi, không thấm nổi nữa tại vì nó không có keo nữa. Nên là mấy anh chị lấy nhiều á nó cũng không sao hết nha. Rồi, cuticle nè. Cuticle búng nhiều nè. Đó, lấy nhiều vô búng hai bên, tập trung là cuticle và hai bên nha mấy anh chị. Thấy không? Hai bên nó của mình nó phải có màu nha. Rồi, cho nó xuống nè. Cái này mới lớp số 2 thôi. Sau đó mình sẽ phủi tay người khác xuống và cho cái màu của mình lên. Đó, màu rất là xinh, chuẩn bị là mình ra màu nha. Nếu mà màu nhạt thì mình chị đi ma lớp giùm em. Ok, thêm mì hoàng. Ok, đợi chút xíu nha. Sống này là cô xin dạy vẽ live work luôn. À, xong cái này đã là cô xin vẽ luôn nha. Đó, hôm nay cũng dự tính vẽ rồi, chia sẻ những cái design cho mùa spring cho mấy anh chị. Vẽ đơn giản thôi, bông trắng. Bông trắng vẽ vi thiếp hay là tròn đi ha. Đó, cho mấy anh chị là mình có thể theo dõi, nhưng mà cái bộ nail này á, là mình vẽ vi thiếp nó đẹp.
Vì sao? Nó vì tip nó đẹp thôi. Tại vì nó đã có âm rầy rồi. Nó đã có âm rầy rồi nha. Nên là mình không có vẽ cái vi, không có vẽ tròn nữa, tròn để bữa sau nha. Nên á, cái bộ nail á mình đã thiết kế vậy rồi thì mình chỉ có việc vẽ vi thôi. Vẽ vi màu trắng nha, xong mình vẽ thêm vài cái màu bông hoa màu gì đó. Đó, để mà hạ cho nó phù hợp với cái bộ nail của mình. Trời ơi, dễ thương quá mấy anh chị. Màu này rất là xinh ha. Màu rất là đẹp nha. Rồi sơn thêm lớp số 2 vô. Sơn thêm lớp số 2 vô. Xuống quét cho nó đều nha mấy anh chị. Quét cho nó đều nha. Rồi, sau đó mình sẽ để cái hũ bột của mình vô, nhúng xuống lấy lên liền chứ mình không giữ 3 giây. Giữ 3 giây là nó bị dày lắm luôn á. Đó. Dễ thương không? So cute ha. Rồi qua bên này, thì mình sẽ sử dụng một cái tông nữa, đây là cái màu cam. Đây là cái màu cam nha. Đây là cái màu cam. Đây là cái màu cam nè. À đây màu số 30. Màu số 30 này cũng rất dễ thương nha. Nên mình sẽ phối hợp chung cái bộ nail này luôn. Rồi, mình sẽ đi là 98%. 98%. 98% nè. Quét keo cho nó thật đều nha, lắc qua lắc về cho nó thật đều nè. Cho nó thật đều tay và quét đi quét lại cho cái mặt móng của mình, cái keo của mình nó đều. Rồi sau đó là mình sẽ chúi xuống. Đó, đúng không? Chúi xuống. Xong hết, phủi sạch. Rồi, mình sẽ lên, cho màu lên. Trời, màu đẹp quá à. Màu rất là đẹp. Màu rất là xinh nha mấy anh chị. Rồi, để xin chia sẻ cách để mà mình xử lý giống như cái màu vàng luôn nha mấy anh chị nha. Đó, trong trường hợp sau mình sẽ có cách để xử lý hết. Và chỉ có thực tế là trên những cái live stream mà Christine làm á, nhiều khi là giống như mình gặp đâu xử lý đó đó mấy anh chị. Còn nhiều khi á, trong cái video hay là những cái gì đó mình làm sẵn, nhiều khi mình không có nghĩ tới đâu mấy anh chị. Mình không có nghĩ tới luôn á. Nhưng mà thực tế này mình gặp đâu mình xử lý đó luôn ha. Rồi, cho nó lên, hai bên cho nó đều ha. Xong, nhúng màu lên. Đó, khi mà mình dip nè mấy anh chị thấy màu mình không có bị loang lộ không? Màu 144 màu không bị loang lộ nha mấy anh chị nha. Rồi tiếp tục đi nè. Mình cứ đi hết lớp số 3 đi nha. Để cô xin chia sẻ cách để anh chị mình xử lý. Nếu mà hai cái màu mà nó không có đều, tức là hai cái màu mà nó ra giống như cái màu đậm, màu lờ, có nhiều khi mấy anh chị đi á là nó dễ thấy hai màu giống vậy nè. Rồi xong để cô xin xử lý. Xong cái lớp số 3 là mình sẽ hướng dẫn là chia sẻ cách anh chị giống như cái màu vàng hồi nãy ha. Rồi, mấy chị thấy cái độ ngang giống vậy đúng không? Sau đó mình sẽ cho thêm một chút xíu màu hồng xuống dưới nữa nha. Đây, đây mình sẽ cho một chút xíu màu hồng xuống ngay phần chính giữa. Mấy chị thấy không nè? Đó, đập cái màu hồng xuống ngay phần chính giữa. Đó, là nó sẽ không có bị nhiều. Sau đó mấy chị sẽ lấy cái màu cam, mình nhúng nó lên. Đó, mình nhúng nó lên. Xong hết, mấy chị phủi sạch. Rồi, xong hết nha. Gặp những cái màu đậm như vậy nè. Hồi nãy là cái móng, cái ngón màu vàng là cô xin sẽ đã chia sẻ cách đúng không? Còn màu này cũng y chang vậy. Mấy anh chị quét một lớp số 2 lên. Đây là cái mẹo để mà mình xử lý những cái màu đậm nha mấy anh chị. Đó, sau đó mấy anh chị sẽ cho một chút xíu, lấy một chút xíu màu cam. Đây, lấy một chút xíu màu cam nè. Mấy anh chị phơ nhẹ cái màu của mình lên ngay cái chỗ mà màu hồng, để cho nó hơi nhạt nhạt thôi. Đó, mấy anh chị thấy là nó khác biệt liền không? Hai cái màu nè. Đó, tại vì sao? Nhiều khi mình búng cái lớp đầu tiên cái kia nó không được đều thì qua mình sẽ xử lý bằng cách này. Cho nó ít lên. Mẹo để mà mình xử lý âm rầy cho nó đều. Đó, đây là cái cách mà mình sẽ xử lý đối với những cái màu đậm mà neon. Nếu mà trong trường hợp mình dip nó không đều. Đó, mấy anh chị thấy là mình đã xử lý xong đúng không? Xong hết rồi, tất nhiên nếu mà anh chị mà muốn mình nhúng vô cái clear thì mình cứ nhúng. Còn không nhúng thì mấy anh chị có thể là sơn. Tại vì cái này nó rất là mỏng, nó không có dày ha. Nó không có dày nên là mình không có cần nhúng cũng được. Rồi, mình sẽ sơn thêm một lớp số 2 vô và đi cho nó thật mỏng. Thật mỏng nha mấy anh chị. Đi cho nó thật mỏng nè.
đi cho nó thật mỏng. Sau đó mấy anh chị nè, cho một lớp clear lên để cho tất cả những cái màu của mình nó đều nhau ha. Rồi xong hết, bắt đầu là mình sẽ cho Activator lên và mình sẽ lấy xếp nó. Rồi mình cho Activator lên nè. Đây là mình đã xử lý xong. Lát nữa là mình xin sẽ chia sẻ về Lightwork, sau đó sẽ chia sẻ mình chị sẽ sử dụng là số 4 để mà mình làm lại design nó như thế nào nha. Mình cover cái design treo như thế nào nha mấy anh chị. Nhưng mà với điều kiện là mấy anh chị sẽ sử dụng là treo vẽ của Silem. Tại vì treo vẽ của Silem là mấy anh chị nó sẽ khô. Đúng không? Nó sẽ khô. Không cần thấp hút nó cũng khô. Đó. Sơn Activator lên cho nó đều. Rồi bên kia sơn chưa? Đó, bên này là mình để Activator rồi, mình bỏ qua ha. Rồi mình sẽ lấy xếp nha mấy anh chị. Cái phần dip này á, nó ăn thô là mấy anh chị là lấy dip nữa nha. Mình làm xong hết rồi, mình cũng ăn thô là cái phần mà mình sẽ lấy xếp nó như thế nào để cho nó ra nó đẹp. Để cho nó ra nó đẹp nha mấy anh chị. Chị Chiêu Hì, hai Liêu Phạm, hai Hằng, hai chị Hằng. Chị khỏe không? Hai Khai Đi Lê. Ok, màu nút là số mấy? Cái màu nút của mình nó sẽ là màu dark pink nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dụ xếp nha mấy anh chị. Dụ xếp nè. Đầu tiên mình sẽ phá ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt, móng giả nha mấy anh chị. Mình sẽ phá nó. Để mà mình cho cái đèn của mình sáng hơn. Tự nhiên mình thấy tối sao ha. Giờ mấy anh chị thấy sáng chưa? Thấy sáng thẳng hơn. Sau đó mình sẽ dụ ngay cái chỗ đường nối dụ móng thiệt móng giả, dụ cho nó thẳng nè. Tại vì sao? Dip là mấy anh chị sẽ không có dụ nhiều. Tại sao dụ nhiều cái là nó sẽ bị mất xếp nha. Đó, nên là mình sẽ để cây dụ của mình nè ngay cái chỗ đầu móng, đi thẳng lên cái tới cái chỗ đầu dán móng, dụ cho nó thẳng. Bên trái bên phải đều giống nhau. Sau đó mình sẽ để cây dụ nè song song da tay người khách nè, hướng nhắm tới đầu móng nè, mình dũa ngay một cái đường thẳng. Rồi bên này cũng vậy, tại vì dip nó sẽ không bị dày hai bên nên anh chị lấy lại nó rất là dễ nha. Sau đó mình sẽ dũa đầu móng đó, thế là mình đã xong một ngón nè. Thấy nó thẳng hai bên không? Bên này cũng vậy, nên cái phần mà mình dip hay là mình đắp hay là mình đắp mình dip á, nó quan trọng lắm. Cái phần xếp, cái xếp á, nó là cái xếp với cuticle, nó sẽ làm cho cái bộ nail của mình á, nó nhìn nó đẹp hay không đẹp nha. Rồi hai bên dụ cho nó thon, bên này cũng vậy, dụ cho nó thon hai bên đó, dụ cho nó thẳng hai bên đúng không? Và mình không có làm cho hai bên nó bị mất bột nha. Hai bên nó không bị mất bột nha. Nên hồi nãy là khi mà mình dip á, tại sao là mình tránh trường hợp là mình sẽ sơn hai bên nó dày. Tại vì như vậy nó sẽ hạn chế được cái phần mà mất bột, mất xếp nha mấy anh chị. Hai bên cân bằng lại. Đó, xong. Mình đã xong một ngón xếp. Rồi bên này cũng vậy. Dũa ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt móng giả nè. Rồi qua bên tay này. Mấy anh chị ơi, say giúp Christine nha. Hôm nay là mình làm cái dip ombre và mình làm cho cái móng dài và mình cũng có là thao tác mình vẽ luôn. Mình có vẽ nữa nha mấy anh chị. Vẽ vi tiếp nè, sống mình vẽ bông gì đó lên cho mọi người cho nó vui. Đó, rồi bên này. Vụ đầu móng. Bên này cũng vậy, dễ thương lắm luôn mấy anh chị. Rất là dễ thương nha, màu rất là xinh nè. Rồi bên này, bên này. Rồi bên này. Dụ ngay chỗ đường nối giữa móng thiệt và móng giả. Rồi bên này cũng vậy. Rồi ở dưới móng. Dưới móng là mình sẽ tính từ cái chỗ dán móng tới đầu móng nè. Mình dụ phần dưới cho nó thẳng nha. Rồi bên này cũng vậy.
Rồi bên này cũng vậy. Sau đó mình sẽ dụng ngay đầu móng. Đó, thế là mình đã xong một bên là xếp cho dip. Đó mấy anh chị, khi mà làm xong mình giống như móng đắp bột đúng không mấy anh chị? Làm xong lên là giống y chang cái phần đắp bột luôn á. Rồi, bên này cũng vậy. Tại vì sao? Nó chỉ khác cái là cái độ dày thôi. Độ dày đầu móng thôi, nhưng mà thân móng của mình á, nó đều có cái độ khơ nha. Mà khơ nhẹ thôi, tại vì khách mình không thích khơ nhiều. Nên là mình không có khơ nhiều thì mình không có làm khơ nữa, đúng không? Làm khơ, muốn khơ thì mình làm cho cái phần chính giữa của mình á, nó dày thêm. Rồi đầu móng. Mấy anh chị xe giúp thì xin nha. Đúng không? Giống như mình đang bận á, mấy anh chị xe vô đi, xong chiều chiều tới tối mình coi lại. Dip á nó rất là dễ làm lắm. Nó rất là dễ làm nha. Và nó đeo nó rất là nhẹ. Rồi hai bên cho nó thon. Hai bên phải thẳng nha, khi mà làm xếp khóc phần là hai bên phải thẳng. Và thịt của xin rất là thường xuyên có những cái lớp mà về xếp một ngày only tại Garden Row nha mấy anh chị. Xếp một ngày only thôi là tại Garden Row. Và hiện tại lịch của mình á, thì mới xong cái lớp tháng 2. Và tháng 3 mình không có lịch cho sếp, nhưng mà mình có lịch cho 3 ngày ha. 3 ngày của mình sẽ là từ cơ bản tới nâng cao. Và trong đó là mình có về phần cơ bản tới nâng cao luôn. Nên anh chị nào chưa biết đắp bột á, là mình nên qua cái phần cơ bản nha. Và trên cái line này thì mình xin cũng nói luôn, anh chị nào mà theo cái phần cơ bản á, của mình á, là hả, khi mà mình học lại cái phần nâng cao chỉ trong vòng là 3 tháng là mình cố gắng là mình học theo lại ha. Và 3 tháng, trong vòng 3 tháng là mấy chị học lại thì mình chỉ có 50% thôi. Mình chỉ đóng có 350 trong tại lớp Garden Row nha mấy chị. Nhưng mà chỉ có thời hạn là trong vòng 3 tháng thôi. Tại vì sao? Học xong cái phần cơ bản mấy chị học nâng cao lên á, mình sẽ ôn lại những cái phần cơ bản và mình tiếp tục theo những cái chương trình mới nâng cao. Thì như vậy á mấy chị là nó sẽ quen. Tức là mình làm liên tục là nó sẽ nhớ cho mấy chị. Đừng có để lâu quá. Và nó chỉ có hiệu lực là trong vòng 3 tháng thôi nha mấy anh chị ha. Nên là anh chị nào cơ bản đã học rồi mình tranh thủ. Đó, thì cái cơ bản mình sẽ học về cái gì? Đắp bột, đẩy critical, shape, ombre nha. Và chạy máy critical. Đây là những cái bước rất là quan trọng để mà mình tiến lên cái phần nâng cao. Nếu mà mình không biết đắp bột và mình shape mình không đẹp á, thì mình qua cái phần nâng cao mấy anh chị biết không? Là nó rất là mất thời gian của mình. Nên là anh chị nào chưa tự tin về cái phần cục bột của mình, có thể là đăng ký lớp cơ bản nha. Để mà mình ôn lại cho nó chuẩn và mình nắm vững được cái kỹ thuật cái cơ bản nhất để mà mình bước tiếp cho nó vững. Rồi hai bên. Đó, dụ xếp nè. Đầu móng. Rất là đơn giản và nhanh đúng không? Rồi bên này cũng vậy. Hi Kaydelay, hello cả nhà ha. Hi Hiền Trần. Hai bên cho nó đều ha. Rồi bên này cũng vậy. Trời màu đẹp quá mấy chị. Hôm nay liền mình làm những cái màu pastel nha, nhưng mà lọt ra cái màu neon. Là màu pastel nhưng mà lọt ra cái màu này neon. Nhưng mà mình cũng xử lý được và chia sẻ cách anh chị xử lý luôn. Tại vì cái bài này là muốn qua một cái bài khác cơ. Nhưng mà Christine sẽ làm một cái bài khác về cái phần neon để mà chia sẻ cho nó kỹ hơn ha. Nhưng mà thì hôm nay mình chia sẻ anh chị nào á, mình coi được, mình hiểu á, thì mình có thể là thử cái cách này ha. Mình thử cái cách này. Xong hết mình bắt đầu mình coi lại cái đầu móng nè. Trời rất là dễ thương nha mấy chị. Cái này là dip ombre và dip shape coffin nha. Xong hết thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ dụa critical. Rồi, để một cái nữa, nếu mà anh chị mà dip hay là cái mặt móng của mình á nó cồ ghề, mấy anh chị có thể là dùng cái cây bi tuy này. Cây bi tuy này nha. Cây bi tuy này có tác dụng là gì? Nó sẽ giúp mình phá cái mặt móng của mình cho nó đều mịn. Tại vì cái dip này á rất là nhẹ, cái này nó chỉ có tác dụng là giúp cho mình phá nhẹ thôi, nó không có tác dụng là giúp cho mình phá nhiều. Nên là anh chị nào mà mình đắp bột á mà nó bị gồ ghề á, nó chưa có đều á, nó ít á, thì mấy anh chị sử dụng cái cây này trước khi là mình sử dụng cái cây FF nha mấy anh chị. Đó, mình chạy sơ qua nè. Rất là nhẹ luôn, chạy sơ qua thôi, không có cần chạy nhiều. Rồi, bên này cũng vậy. Chỗ nào gồ ghề mấy anh chị sử dụng cái cây này ha, để mình chạy sơ qua. Trước khi là mình sử dụng cái cây XF như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều ha. Đó, cây này có tác dụng là phá bột, phá treo nhẹ nha mấy anh chị.
nó là cây ít, cây bitree. Rồi bên này cũng vậy đó, mình phá vậy khi mà mình đi ít ép á, mình sẽ chạy rất là sơ sơ thôi, đó là mình được rồi, tại vì mình sao cái nào phá nhanh hơn. Còn cái ít ép nó có tác dụng là dụa sạch critical, làm cho critical của mình nó tròn, và nó đồng thời nữa là nó không có chảy máu nhiều, đúng không? Tại vì sao, mình đi nhẹ thôi, cái gì bén quá đưa sát vô thì cái mức độ mà gọi là thiệt hại hay là chảy máu nó cũng cao hơn, đúng không? Nên là mình sẽ dùng những cái cây an toàn hơn nha. Cây này làm bằng sứ nên là rất là nhẹ cho mình. Đó, mình sẽ chạy sơ qua cho mặt móng của mình nó mịn chút xíu và nó đều lại chút xíu ha. Cái này là dip nha mấy anh chị, dip nha chứ không phải là double. Nên anh chị nào mà mình vô trễ đó, giúp mình xin share cái like này nha, tên dù cả nhà rất là nhiều luôn. Đó, hy vọng thì cái like này á, mình chia sẻ được rộng rãi tới anh chị mà mình yêu thích bộ môn dip, hay là mình đang làm dip, để mà mình có những cái chia sẻ kỹ thuật, có thể là nó sẽ help, giúp ích được cho rất là nhiều anh chị ha. Rồi, bên xong hết, bắt đầu là mình sẽ đi cây XF. Rồi, cây XF này có hình dạng vậy nha mấy anh chị, đầu nhỏ đít bự nha. Rồi, móng dài thì mình sẽ đi xa chút xíu. Sau đó mình sẽ bật cái giọng tóc nhỏ thôi, nhẹ thôi. Dũa cái dip, mình sẽ dũa y chang cái phần bột. Mình chúi tay người khách xuống nè. Đó, đưa cái đầu dũa mình sát vô, và đồng thời nữa cái tay của mình phải có cái điểm tựa nha. Đưa sát vô. Đó, dũa tròn cuticle là được. Tại sao mình đắp bột là nó đâu có bị lem lên cái da đâu, đúng không? Đó, mình dũa nè. Đi nghiêng 45 độ, mình dũa sát phần critical. Xong hết, bắt đầu mấy anh chị nghiêng 25 độ và nằm cái cây dũa hẳn lên, là mình sẽ dũa mặt móng. Ở trên màn hình mấy anh chị thấy là mình bật cái máy ok lắm á, nhưng mà nó ở trên cái màn hình nó vẫn chạy chậm, tại vì nó sẽ đi chậm hơn cái thời gian mà mình đi ra ngoài. Trên cái máy nó sẽ chậm hơn chút xíu nha. Rồi, xong. Tiếp tục qua những ngón khác cũng y chang vậy luôn. Bên này chạy. Này là mình sẽ cẩn thận lắm luôn á, tại lần nào làm cũng chuột ngón hết á mấy anh chị, biết không? À, gọi là sao? À, khách nãy ngón đó nó không thích mình hay sao á? Làm 10 lần nó sẽ trượt một lần. Tuy là mình rất là cố gắng, cẩn thận lắm luôn á, nhưng mà khách nó cũng không bỏ mình, tại vì á làm đẹp quá mấy anh chị, nó không có bỏ mình được. Nói cho vui á. Nhiều khi mình sơ sót mình đâu có biết được, đúng không? Nhưng mà từ khi mà cái ngày mà mình chuyển sang xài hẳn cái này nè, nó an toàn hơn nhiều nha. Cái cây XF này nó rất là mỏng, tức là nó cái răng của nó nhẹ hơn và nó mỏng hơn, nên là mình dũa mình cũng cảm thấy là mình yên tâm hơn. Tại vì sao, với lại cái critical là cái sinh chạy không có nhiều, mình cố gắng là mình dip làm sao để mà cho nó tròn, nó đẹp nha. Rồi, qua bên kia đi đầu móng. Đó, khi mà mình dip xong á, mình thấy nó giống như cái bột vậy đó mấy anh chị. Đó, chạy sơ, mình không có cần chạy nhiều. Màu này đẹp lắm luôn mấy anh chị, màu này dễ thương ha, lên rất là xinh luôn. Nếu mà mình làm á 10 ngón á, chắc là dễ thương lắm luôn á.
Tại sao một ngón mình thấy nó dễ thương lắm luôn à. Rồi xong hết này, bắt đầu là mình sẽ bóp phờ nha mấy anh chị. Khi mà bóp phờ nè, cầm tay người khách nè, lấy cái ngón này mình để phần dưới nha, để cho nó không bị rung ha. Mình sẽ bóp từ cái đít cổ đi xuống nè. Đó, mình giữ nha, chứ mình không có cần lấy ra. Mình giữ vậy nè. Đó, mình đánh qua đánh về rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà bắt đầu là cái ngón này mình phải đỡ cái móng ở dưới để cho nó không bị đau nha. Đó, xoay qua góc bên này trái nè, đánh qua. Rồi, xoay qua góc bên này phải, mình đánh tiếp. Và cái ngón của mình nó phải giữ chặt cái móng thiệt của khách và móng giả nha. Sau đó bóp ngay cái đầu móng. Rồi, ngón này cũng vậy. Rồi, qua bên này. Critical đi xuống tới đầu móng. Mấy anh chị ơi, xem Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Và mấy anh chị có thể là theo dõi những cái like của Christine tại YouTube là Christine Lâm. Thì mấy anh chị cứ search trên cái search á, trên đó là Christine Lâm á, nó sẽ ra rất là nhiều cái video nha. Nó sẽ ra rất là nhiều cái video. Tại vì hiện tại là trên YouTube rất là nhiều kênh để mà mình có thể là theo dõi, nên chị vô kênh nào cũng được. Vô kênh nào cũng được, mấy anh chị search vô Christine Lâm ha, thì nó sẽ ra. Nên mấy anh chị muốn xem lại nó rất là dễ luôn. Và mấy anh chị trên YouTube á, vẫn lấy những cái video để mà chia sẻ tới anh chị đó. Nên anh chị có thể là share giúp Christine nha, thêm cả nhà rất là nhiều luôn. Đây là mình chia sẻ, nên là không có cần độc quyền gì hết á. Mấy anh chị cứ thoải mái để mà mình chia sẻ tới anh chị. Hy vọng là chúc cho anh chị là mình có thể là thành công ha. Mình làm được nó tốt hơn thì mình sẽ kiếm tiền nhiều hơn, và mình tự tin hơn, chứ mình không có muốn bỏ nghề. Làm cái nail là mình bỏ nghề uổng lắm. Rồi, bóp phờ nha, hai bên. Trời, màu đẹp quá, màu này đẹp lắm luôn mấy chị. Đó, xinh không? Bíp mà nó ra giống vậy nè, đẹp lắm luôn. Xong hết thì mình sẽ bắt đầu là cho người khách của mình rửa tay nha mấy chị. Rửa tay đi xong.